Mẹ ghét chim ngán nhất trong đời. Người mà biết không? Tối nay ăn chi na? Dạ. Tối nay ăn chi? Anh bao gì mà anh hỏi? Em ăn cái gì? Em ăn cái đó. Dạ như em biết. Đợt trời cũng cực. Nhật mà. Thank you.
Thù mẹ em nên lòng rác bầu xuống đi quá trời luôn nè. Nè, con quá. Quá. Rồi đây. Sao bầu tự nhiên cả cái đồ. Đó nè, mơ đi quét. Để nó biết được mơ đi có là nhỏ. Quét nhỏ sạch không. Dài thôi.
Những cái máu mình nó nhỏ quá cơ. Nhiều không chị? Nhiều không chị? Cũng được. Nhà dưới đó đó hả? Làm hơi tớ hả? Lâu lắm. Thôi à? Giờ này không tập nhanh hả? Tập 3 bữa rồi. Liễn à? Bên nào không đi à? Tập thì sao không biết. Lòi móng ra ngoài rồi. Vì mua trong miếng lòi bị chắc luôn á Ly.